được ngược lo thi nhau sách mà sách rồi là hỏi trai điện anh muốn chạy không cho nên không có ai có điện thoại. Xong đến khi nghỉ ra đến điện thoại rồi thì là hẳn lên ra rồi mình ra ngoài nữa. Thì xin chồng đi lên khi tối nên chồng lặng nó lên cô. Ngoài lúc đó là cô đồ được ngược là không được ngay. Vì là điện ở dưới thì sáng mai kiểm tra là điện công ty bằng con cho nên là khả năng là không vậy nữa.